to thôi về nhiều dã man này. Ôi kinh khủng quá các bác ơi, ra đây xem rồi. Ôi giời. Thôi cả mái nhà luôn nhé. Em ơi, nó chảy quần quần này sao không? Ôi dân đang vớt rất nhiều củi này. Kinh khủng luôn. Sợ quá. Ôi. Các bác còn khoảng cái khu dưới này còn khoảng 2 mét nữa là tới cái kè này rồi nhá. Ôi, cái gì đây? Em ơi, ở khu vực này thì còn khoảng 2 mét nữa là tới kè luôn rồi các bạn, đây này. Kinh khủng luôn. Eo sao nó lên nhanh thế nhở? Lúc sáng, chỉ ra vẫn còn sâu sâu mà bây giờ nó lên nhanh như này. Ơi, đâu? À, chắc cái tàu, cát. Ôi, kinh khủng chưa này. Ui ôi, trôi cả chăn đệm các bạn. Ôi, cả phao, cả phía của ai kia trôi, kinh khủng chưa. Ui, nó đang vất củi, nhiều củi. Ôi, người dân đang ra. Người dân ra xem nó đi vất củi dã man luôn. Ui dồi ôi, cả... Ui dồi, che chiếc bay hết cả cụm đấy kìa kìa. Nhiều, cột nhà bị trôi lắm các bạn. Ui, cái gì cả cái gì đây. Đây này các bạn này, toàn cột nhà này. Dung ơi, cái gì kia? Dung ơi! Ôi, cái chỗ kia, ui dồi, cái nó cuộn kìa. Kêu nó kêu giống như kiểu sấm ấy các bạn. Ủa, kinh khủng luôn ấy. Dung ơi! Cái gì kia? Cái này bị trôi tàu rồi, những cái can kia là tàu cát rồi. Là tàu hút cát rồi. Ôi! Anh ơi, em cả cái gì mà cả cái thùng sắt, thùng xiếc này? Hộp điện à? Ui dồi. Ui dồi, các bác ơi, kinh khủng luôn này. Nhà dân trôi, ôi, mũ bảo hiểm các kiểu, ôi. Ôi, nhiều đồ dùng cá nhân đấy kia. Hả? Thật á? Không phải. Ồ, cái này nhà dân trôi các bác ạ, trôi cả tủ lạnh luôn này. Trôi cả tủ lạnh này. Tủ lạnh cái này khả năng là ở cái quán nào rồi. Ôi, đây này, khả năng ở quán nào trôi, ở bàn trôi với đây này. Kangaroo, tủ kangaroo nhá. Ôi, dây điện, ôi, nhiều đồ. Kéo ôi, nó chảy vào kinh khủng luôn này. Ôi, nó quặn vào này. Ôi, cái gì đây? Ôi, sao đoạn chỗ này nó kinh khủng thế nhở? Cái đoạn chỗ này là nước đang cao nhất này các bác này. Chỗ này, chỗ gần nhất thì còn tầm khoảng 2 mét là lên tới mặt này rồi này. Ủa, cái đoàn chỗ kia đó. Dung ơi, Dung ở dưới này nhìn nó mới khiếp này. Tàu trôi à? Ôi, sợ đấy nhỉ. Khủng khiếp các bạn. Sông Mã cũng to. Đây là sông Mã này. Đây bên này, bên quảng trường này. Ôi, không vớt được đâu, sợ lắm, sợ trôi mất ý. Ủa thế, ôi, chắc ở trên kia một số. Sao nhiều can, nhiều thùng ở đâu nó trôi ra thế nhở? Trôi nhà đúng không? Kiểu cả con trâu trôi á? Điều. Ủa cái chỗ này nó cuộn hết vào đây các bạn, nó cuộn hết vào đây xong nó đây này. Cả tivi, tủ lạnh vừa trôi đây ạ, chắc nhà dân bị ấy rồi. Chắc bị trôi nhà rồi. Ôi, cả bình ga kìa các bác kìa. Cái kìa, cái bình ga đây này. Cái bình ga đun đi ở đây này. Bình ga đây này. Trôi nhà rồi. Đấy, bình ga đây. Kèo nó bánh chứng tỏ quá khủng khiếp luôn. Kèo ơi, sao nước lên nhanh thế nhở? Kèo ơi, mình có đứng chỗ này, bây giờ chỗ ông kia còn hơn mét nên là tới rồi cả. Ôi, mưa ác quá các bác ạ. Hello anh Hà, anh ơi, ở sông Mã. Anh, sông Mã mưa ác lắm. Thành phố Sơn La, cái gì đấy? Đâu? Ồ, lại một cái tủ lạnh tiếp các bác ạ. Đâu? Ôi, ông kia nguy hiểm thế, bảo ông lên đi. Ôi, khiếp. Ồ, lại. Cái gì mà cứ đập đập bây giờ? Ủa, cái gì sợ thế? Ủa, cái kia nó trồi kìa. Ủa, kiểu nó kêu như kiểu là... Nó kêu kinh khủng luôn. Ui, nó quấn đi ý.
cái bàn ghế. Bàn ghế, bàn ghế, bàn ghế. Bàn ghế. Tủ lạnh á? Ổ lại cái tủ lạnh tiếng bác ạ. Anh ơi bác tủ lạnh bác kia. Ôi bác ổ ơi tủ lạnh này. Nào. Ôi. Tủ lạnh trôi. Ổ ơi chết rồi, nhà dân bị trôi. Lại cái bình ga kìa. Ôi trời ơi các bác ơi, ở trên kia thì rất nhiều nhá. Bình ga này. Chắc có cô trên là dưới nhà nào rồi. Ơ à, bác bình ga vào đi em ơi, bác bình ga vào đây này. Được, 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 được. Eo chỗ này nó quẩn vào, xong là nó quẩn vào nó trộn ra. Ui, eo toàn bộ cái kia là cái bè các bác ơi. Cái kia là cái bè nhá. Đây em quay các bác nhìn được khủng khiếp này. Giống nhiều trong phim. Bà bảo vệ cẩn thận, đây rơi bùng phát đấy. Đấy đừng phát ra. Bình ga đi. Đấy, họ đang vớt rất nhiều đồ ở dưới khu dưới eo, chỗ này nó quặn. Hả? Nó đang lên là đấy, đấy nhanh nữa. Lúc nãy vào chỗ nào? Vừa nãy còn giật hẳn lên cái ô kia ra. Bây giờ lên đứng nửa ô lên rồi đấy. Cái chỗ này lên cao nhất này các bác này, cái chỗ kè này lên cao nhất này. Chỉ còn hơn 1 mét một tí nữa là ngập tới mặt kè luôn, chỗ này kinh khủng. Khi gì đấy ông Tốt à? Úi giời ông Tốt ơi, về đi sửa điện đi. Cái này là quả ấy rồi, nhà ơi, cho các bác nhìn cho sao nó kinh khủng này. Eo cho nó lên dã man luôn ý. Chỗ này là ngay chân cầu cứng tổ dân phố 5 nha các bác nhé. Chỗ này là chỗ quẩn nhất này, toàn bộ nó quẩn hết ở đây này. Để nó trôi này. Chỗ bên kia thì nó không vào cái kia, toàn bộ nó trôi ở đây hết này. Ai đi vớt cái thớt. Làm sao mà lấy được. Kéo vào cái chỗ này nó quẩn này. Ui, đùa chứ. Đấy, lên nhanh chưa? Ôi Dung ơi, lên thêm 2 lớp rồi Dung ạ. Kéo vào Dung ơi, nhiều dây mềm thế. Dây mềm. Anh bắt đi. Chỗ này còn 1, 2, 3, 4 ô nữa là ngập nhá. Chỗ này còn đúng 4 ô nữa là ngập. Đến đây luôn này. Sao tự nhiên nó lên dâng ác thế nhở? Đầu trên giờ nó vẫn đang đổ xuống. Nhưng mà dâng bên này thôi ông ạ, bên kia không dâng. Nó quẩn bên này mà. Ừ, nó quẩn phía bên này này. Nhìn thấy này khủng khiếp không? Hello mọi người nha, đây là nước sông Mã đang dâng này. Cái phía này là dâng nhiều nhất. Ôi, chưa thấy tivi tủ lạnh thì em thấy 2 cái rồi. Dạ, kia 3, 4. Đây này, bình ga này. Sao nhiều bình ga? Hình như là cái cửa hàng ga này bị sao ấy. Đây này, từ nãy giờ 4 bình rồi. Anh ơi, vớt đi. Vớt luôn. Úi dồi ôi, không tới à? 2 cái ngoài kia đấy cả. Ủa chết rồi, đúng cửa hàng ga bị ấy rồi các bác ạ. Ôi, 100% cái này là cửa hàng ga bị trôi. Cửa hàng bán ga ấy. Đúng không? Từ nãy giờ 5-6 bình rồi. Trên kia đấy kìa. Trời ơi, sao chỗ này nó quẩn dã man này, nhìn khiếp thế. Ui. Ui, sông Mã này. Đeo cái kia cái giường các cụ ạ. Ui. Dung ơi, nhìn cái mảng trên kia nó đang trôi về khủng khiếp không? Ồ. Trời ơi này. Trời nó toàn bộ nó dồn hết về bên này nhé các bác nhé. Khủng khiếp rồi này. Một, hai, ba, cái phía bên kia còn đúng 3 hàng gạch, nghĩa là lên tới mặt kè luôn này. Đây là cái anh này đang đứng thế này, đang vớt đây này. Chỗ này là nó sẽ là lên nhanh nhất. Kia kìa là cái chạn kia kìa. Tủ lạnh cái chạn. Báo đi. Dung ơi, cái tủ lạnh kia kìa. Đây này, trên này tủ lạnh đứng thế này. Khổ thế, cái này trôi hết à. Đi tìm người trôi á. Ồ. Dung ơi. Ồ này mà cái tủ lạnh tiếp này. Khổ thế, khổ dân quá rồi này. Các bác phải trôi dã man luôn. Toàn đồ thôi, đồ gia đình thôi. 3 cái tủ lạnh rồi. 6-7 cái bình ga rồi. Sao em thấy nhiều cái lọ xanh xanh này, cái lọ này lọ gì nhỉ? Tam đĩa. Hả? Ủa, này. Cái chỗ này nó sao lên. Này, nó lên nhanh, còn 2 ngày kia lên tới đường rồi kìa. Nhanh lắm. Để các bác này. Ngập rồi này, chỉ bị ngập rồi này. Cây gì mà to dã man kia. Ui, sao mà nó chui hết ở đây, thương quá cơ. Ôi, lũ. Chết rồi, khi làm cái tủ lạnh thì các bác ơi.
đây này, mà cái tủ lạnh như thế này, khổ thế. Đây này trên đầu này. Yêu ơi, sao cái chỗ này nó khủng khiếp này. Giờ mẹ máy xuống. Ui, khủng khiếp này cơ mà các bạn. Khủng khiếp nhất đoạn chỗ kiểm lâm nha các bác nhé. Cái tủ lạnh như này, anh Tuấn ơi. Yêu ơi, gỗ nhà họ trôi này, khổ chưa này. Cái này trôi nhà rồi. Nhà mình không ca, không sao chị ạ. Đây này. Này, cái tủ lạnh như thế này. Cái này là bị trôi cả quán cả nhà rồi. Khổ thế. Tủ lạnh đấy. Ồ, trên này một cái nữa Dung ơi. Ôi, sợ quá, cái gì đấy, cái gì đấy. Ok đó mọi người đấy. Ồ, các bác ơi. Thật khủng khiếp này. Chị Tuyết à, vâng. Chị đấy, em không, phu thủy. Đông người lắm, chị không biết là có thấy mẹ em không ý. Gọ đứng từ trên kia xuống. Cứ mặc áo mưa chị không thấy đâu, Thủy ơi. Ôi. Trời ơi, ai dám ra vớt củi này hả bà ơi, củi đầy thế này. Khổ quá, ủa này. Thường thế thì... Kia kìa, còn hai vạch nữa là tới rồi kia kìa, tới mặt đất, mặt đường rồi kia kìa. Đây này, còn đúng một vạch nữa là lên, một vạch rưỡi là lên tới mặt... Ôi, sao chỗ này, cái thằng này mày không ở nhà mày đi làm đi. Vớt củi mày không đun đâu. Vớt củi đam mê à? Sáng vừa vớt được mấy mét phải cao. Ôi, dã man quá các bạn ạ. Cái gì nó kêu nhỉ? Sợ thế. Eo nó như một dòng cuộn chảy này. Kinh Yến sợ thật nhỉ. Ôi. Kinh khủng luôn các bạn ạ. Nó bọn em đứng ở trên này thôi nhưng mà cảm giác rất là rùng rợn nha. Con gái này mày che cho cô Dung làm gì? Mày ra cho cô đứng cùng đây đi con. Ôi, kinh khủng luôn. Ôi, chị Hào ấy là... Rắn. Đừng hất lên đây em ơi, hất ra ngoài đi. Ôi, sợ quá. Trời ơi, cái đoạn này sao nó kinh khủng này. Đang định thò xuống thì cười rắn. Lố các bác ơi, sao ngã mà em nhớ rồi nha. Toàn cột nhà đây này. Ôi, ra đây. Ok. Chẳng con này. Con đi lên chỗ cố đứng. Ờ, thì con lên đi. Từ từ để lên, mẹ làm cho con bay không được. Không sao đâu, bà mẹ đứng không sao đâu. Sao? Hello anh Đồng nhá. Ủa anh ơi, kinh khủng luôn. Trôi bao nhiêu tủ lạnh mấy cả bình ga mấy này. Mấy cái thuyền cát rồi. Đây này nó như một dòng sông tuôn chảy. Cái khủng khiếp luôn. Rắn bắt được đi. Cái gì đấy? Sao lũ này có cả rắn ra đây này? Nó sợ nó bò lên đấy. Cái gì đấy? Kiều ơi. Kiều ơi, càng ngày nó càng lên các bác ạ. Còn có một... Sắp ngập rồi đây này. Còn có một chuyển bị ngập lên đường rồi. Trời ơi, ai mà ra mà buộc được. Nó cứ quẩn ở đấy thôi. Đây này, nó cứ quẩn đấy, nó không vào được. Ôi. Ôi trời ơi, cái gì đấy? Ông Tất dã man quá. Sợ lũ quá mà rắn chui cả nó đầy các bác ạ. Ôi này, cái chỗ này nó là chỗ này là kinh khủng nhất. Toàn bộ nó trôi hết ở đây. Thở đây cam kìa. Trời ơi. Đây này, chỗ này nó cuồn cuộn em xuống đây em quay cho bác xem. Đây ở chân cầu cứng bờ kè tổ dân phố 5 nhé các bác nhé. Em ơi, nó nghe chỗ dưới xuống này, em quay dưới này cho các bác nghe, mà thấy nó kinh khủng quá. Sóng to, ấn nó to, ấn nó dâng lên đi. Ôi. Ai trôi? Vừa con rắn tí nó cổ vào cái ông quất kìa. Cái gì đấy bà Yến ơi, bà đi vớt củi à bà? Đây là, chỗ này nó có kinh khủng không? Mắc hết đây này. Sợ chưa? Đấy, đây là chân cầu cứng của phố 5 nha các bác nhá. Nó bị mắc hết ở chỗ này, xong nó tạo thành cái dòng chảy nó dã man luôn. Này. Ồ ôi, cái kia là của máy phát điện đúng không? Máy phát điện. Cái này chạy lên cô đi để. Ôi ôi này.
Bố em đây rồi ạ. À, thấy đây, bố già em ơi. Nước to lắm. Đây là nước ở trên đồng hồ nó chảy với nó kinh khủng này. Sông Mã thì cũng không mưa to bằng ở các nơi đâu các bạn ạ. Mưa cũng bình thường thôi, nhưng mà cái này là cái gì đây? Cái này là ở máy phát điện à? Trôi thì tủ lạnh là bình ga rồi đồ dùng cá nhân của gia đình. Cái này là quận gì đây? Mắc ở kia rồi, mắc rồi, may quá. Ủa, thôi. À cái này là cái gì? À không phải. Cái này là nhiều guồng nước ấy, không phải đâu em ơi. Không phải, của tẩy nó mắc này nó tạo thành cái kiểu đang vớt cá kìa. Ủa này, nó thành thác nước này. Kinh khủng luôn. Ồ, lâu lắm mới thấy cái trận này. Mấy cái này là cái gì mà sao nó bị trôi nhiều này hả em? Để nó kêu kinh khủng luôn. Cái này là cái gì? Sao nó nhiều đấy nhở? Tạo điện. Mấy lồng này rồi ấy. Cái lồng này là các bác em chảy ở lồng gì? Cái này nó kiếp quá, đây này nó quẩn đây này. Ôi, ngập lên kia rồi, trước kia ngập đến chỗ này chắc là cả đang khu vực bờ kè nó là ngập cao nhất này các bác này, lên tới mặt đường rồi nhá. Lại tiếp một cái tủ lạnh nữa này, em ơi. Ồ, trơn chưa? Dân trôi hết đồ rồi. Dân sông Mã trôi hết đồ rồi. Đây một cái tủ lạnh nữa này các bác này. Đấy. Tủ lạnh trôi nhá. Hả? Ủa, từ từ cái cây nó tao người đấy, sợ lắm thế này. Ôi, nó dã man luôn đấy. Hello mọi người nha, em không kịp trả lời tin nhắn của mọi người, em đang phát cho mọi người xem. Ủa, đồ không? Ủa, đồ cái chỗ này không? Ủa, đồ sợ chưa? Ủa, đồ. Ôi, không mong cho nó trôi cái đống này đi nhỉ, không đến lúc chết khổ không nhỉ? Cho nó quấn hết cái đống này đi, không ai đến lúc nào. Nó bị ấy nhiều quá các bạn, nhiều gốc tre mới nhiều ấy quá nó không? Đây chỗ này chắc là đoạn đây này, đoạn này đoạn ngập cao nhất này. Lên tới mặt đường rồi các bác nhá. Còn đúng một viên gạch nữa là không tới viên gạch đâu. Mà 5 10 phân nữa là lên tới mặt đường rồi. Ôi chị Oanh ơi. Anh nào? Trời ơi ông Chiên kia ông làm gì đấy đây? Ông Chiên ông làm sò gì đấy đây? Cái này là 100% gỗ của nhà dân bị sập nhà đây này các bác này. Đó. Từ từ. Đấy, gỗ nhà dân bị sập đấy. Đây này, chỉ đứng đây là vớt được thôi này các bạn ạ, chỗ này ngập rồi đây này. Lên tới mặt đường rồi, mắc mé mặt đường rồi. Chỗ này khả năng đây chắc là... Đây, lên tới mặt rồi nha, còn khoảng 10 phân nữa thôi. Nó lên nhanh kinh khủng từ lúc em ra, nó còn khoảng 2 mét mà bây giờ nó đã lên tới như này rồi các bạn ạ. Làm gì? Bớt đi. Đi ghê. Cái này nhiều lắm rồi. Sông Mã lũ thì cứ củi không biết tính là bao nhiêu khối nếu bớt được. Toàn củi nữa các bạn. Ui dồi, cái ông Tốt kìa. Trời ơi, ông Tốt ơi. Nhà ông Tốt này ông đun củi mà ông vớt lắm thế. Đây là lên tới đúng mặt đường rồi nhá. Chỗ kia là tràn lên tới đường luôn rồi, cái này các bác này tới chỗ đường đi bộ rồi này. Ôi dồi ôi. Đây các bác này. Anh tới đường rồi đây. Nước này. Nước lên nhanh chưa? Lên nhanh nhở? Lúc nãy chị ra còn phải 2 mét nữa mà bây giờ nó đến đây rồi. Lúc em ra chắc được 10 phút thôi, còn hơn 10 phút tí mà bây giờ đã ngập này. 20 phân. 20 phân nữa, 20-30 phân. Nó trôi như không biết cái gì tròn tròn kia anh nhở? Cái kìa. Cái kiểu uống nước của họ. Hình như là đây chị nghĩ hình như nó đang xả thủy điện hay sao ấy, đúng không? Hay là chưa? Chưa. Chị mới bảo à? Cái kia như kiểu cái nguồn nước của họ để... Kèo ơi, đúng ngập rồi đây các bác này, ồ nó ra nhanh kinh khủng, ngập rồi đây này, ngập rồi đây này. Ngập kè rồi đấy. Chưa? Không nghĩ nó để lên tới như này, nó kinh khủng luôn. Cái này cái bình chứa nước của hộ gia đình cái này, trôi hết cái này. Ngập kè rồi nhá các bác nhá. Ngập kè rồi đây này. Đúng ngập kè luôn này. Ngập kè chân em đây này. Không bao giờ nó nghĩ là lên kinh khủng này đấy. Ui dồi ôi. Công an ta. Ôi này các bác này, nước lên đến chân luôn rồi. Nước đến đây rồi nè. Nước đến đây rồi. Ui dồi ôi, nó gọi là đại thủy ấy. Lên tới đây rồi các bác này, nước đến đây rồi này.
Em không nghĩ là nó sẽ lên như này đâu đấy. Sao nó lên kinh khủng mà nó lên nhanh thế em biết được. Bao nhiêu năm rồi mới thấy thật đấy yêu ơi. Ôi dồi ôi, lúc em ra còn phải 2 mét nữa. Mà bây giờ mới ra từ lúc đấy đến bây giờ nó bay đến cái này rồi. Ôi trên kia còn đang mưa dã man luôn. Bầu trời này. Kinh khủng luôn. Không nghĩ là lên nhanh như này đâu nhỉ. Em thôi em đứng lên là ngập rồi. Chú ơi cẩn thận đấy chú ơi. Ông ơi. Ông anh à, cẩn thận đấy. Ngớ một cái là thôi. Sao mà nó lên đây. Em vừa đứng một phát là lên đây rồi. Sao mà nó kinh khủng lên. Giống như kiểu chân đại hồng thủy thế này. Nó giống như kiểu ở trong cái phim mà mình xem ở nước ngoài ấy nhỉ. Đúng là bây giờ mới thấy. Đúng là ngập nha các bác nha, ngập kỷ lục đấy, đây này. Đúng là từ ngày làm kè lần đầu tiên sông Mã. Đây này các bác này, tràn vào rồi nhá, đúng là tràn vào luôn này. Dung ơi, kinh khủng lắm mèo ơi. Lên rồi này các bác này, ngập rồi này, ngập đến đường rồi này. Ngập rồi đấy. Lại tủ lạnh tiếp này. Em đứng một tí này, chơi ngập luôn này. Ngập luôn đây này, Hương này à. Dạ. Em ra còn 2 mét chị ạ, mà em vừa ra được một lúc mà bây giờ nó từ này rồi. Đây này các bác này. Thôi ra đây, ôi dồi, lần đầu tiên không nghĩ là nó sẽ kinh khủng như này đâu chị ạ. Hình như ngày nào nó bị vỡ cửa hàng ấy chị ạ, trốn bao nhiêu bình ga. Bình ga là mới ấy. Vâng. Ôi nè. Đây này các bác này. Em đứng đây một lúc xem là liệu nó có ngập đến tới đầu gối em không. Kinh khủng luôn. Ủa nó vào tận đây rồi này. Ở trên nhà mình không sao đâu Dung ạ, à. Cái này là nước ở trên đầu nguồn nó chảy xuống với cả ở thủy điện thôi. Còn đâu là dân trên mình thì yên tâm không vấn đề gì nhá. Đây các bác thấy nước kinh khủng không? Lúc sáng em quay em bảo còn 2 mét thì hiện tại bây giờ nó lên tới như này rồi này. Chân em đang đứng lên ngập, chân em lên tới 10 phân rồi nhá. Quay dầu ra hả? Ôi dồi ôi, bây giờ là phải chạy tới đây em này. Đây, quay ra xem này. Đây, không được rồi, không được rồi. Ngập luôn rồi này, lên tràn vào. Tràn vào như nước biển rồi này. Cái này. Đấy, chưa bao giờ thấy thì không nghĩ nó sẽ lên kinh khủng như này đâu. Đây là em nhé. Ôi, em vừa ra một bước, em bước vào một bước và lên tới 15 phân, ngập chân em rồi. Bật không bật được em ạ. Nhưng mà sao vừa đi một tí, sao tôi vừa đứng quay 5 phút nó ngập đến chân tôi rồi ông ơi. Đây, có lẽ đây là lâu lắm mới có cái trận kinh khủng như này nhé. Người dân sông Mã rồi. Ồ rồi, lần này thiệt hại khổ quá rồi. Ôi dồi ôi, các cụ ấy còn ra vớt củi thế này. Kinh lắm cả, cứ nhon ra đây vớt củi, sợ thật. Đi về đi không gặp lờ. Chị Vân ơi, yên tâm vì em biết bơi. Cái gì đây? Được. Đấy, sợ không? Đúng là kiểu vớt củi ông Thắng. Ông ơi, vào chân tôi. Sao lại vừa một phát à? Thắng ơi, cho vào luôn đi. Lên thì cứ để ở trong gặp này đi, không cho được đâu. Thôi các bác ơi, chỗ này xong rồi. Lên tới đường rồi nhá, thư lắm nhá, lên tới đây này, lên tới đường đi bộ rồi đây này, đây là đường đi bộ đây này. Ngập khoảng 15 phân vào chân em này nhá. Tôi ơi, chị biết bơi mà, yên tâm, ở trong này không thể trôi được. Đây này các bác này, ngập rồi nha, đây là chân cầu cứng tổ dân phố 5 nha. Ủa. Em vừa mắt trước mắt sau mà nó ngập tới đây. Nó ngập tới đây em rồi nhá, vừa mắt trước mắt sau thôi. Sao mà nó lên nhanh kinh khủng, đúng là không cản được nước các bạn. Đây là sợ chưa? Cẩn thận anh ơi. À, thắng nhớ ông cái củ gỗ này vào cái. Một mình bây làm sao được người thì bé đấy kia. Mấy sông Mã này em chưa thấy trận nào kinh khủng như lần này nhá. Lâu lắm rồi mới có trận to như thế này nhá. Nước lên tới chân kè cầu cứng tổ dân phố 5 rồi các bác nhá. Đây này, lên tới giờ dân rồi này. Nhập tới giờ dân rồi. Dạ. Cháu đang đi bắt cá. Chết vào lũ rồi, không về được rồi. Để vòng xuống quán cà phê luôn. Anh em vẫn không này vào đi. Vẫn không có này vào này. Đèo nó nâng. Nó nhanh nhanh một cách dã man luôn. Chị đi về đi chị.
cặn nữa thì điện. Ui nó lên nhanh lắm các bác ạ. Ui chỗ này là chỗ này này. Eo này. Lâu lắm rồi có cái trận Quảng Quốc. Chị đi ra đây đứng rồi, chị không dám đứng ở kia sợ. Bao nhiêu cái que mấy cái nó chui hết vào trong ngập này này. Nó lên nước lên đấy rồi cơ mà ngập rồi. Ôi đây là em vừa đứng ra đây không có tí gì nó lại nước đến đây rồi. Sợ quá. Nếu mà đi theo chị thì sao ấy. Ôi kéo ơi. Đừng đứng ở đấy, cái cây này nó vào người đấy, nó lấy mấy người bị rồi. Nguy hiểm lắm. Ôi về đi. Cá gì, đang trận lũ như này thì có cá à, cá nó chết hết rồi. Đây này, cái chỗ này còn khoảng 2 mét nữa. Ý khủng luôn. Khủng luôn, sợ không? À. Khủng khiếp lắm em ơi. Hello Trang Như, nhưng mà chỉ thấy thành phố khổ hơn ấy, thành phố nhiều nơi thì ngập hơn nhiều. Ui, sông Mã may có cái kè này không chết dở. Tại cái tủ lạnh trôi tiếp kìa các bác nhỉ. Từ sáng giờ rất nhiều tủ lạnh, bình ga rồi là cái này có nhiều quán tạp hóa. Quán tạp hóa đi trôi ấy. Sông Mã cuộn cuộn. Tập trung hết này, về một bên thôi ạ. Lịch sử lũ. Chị Quyên ơi, ngập rồi chị Quyên ơi, đây này. Em cứ đi đâu là nó ngập đến đấy này. Em đến được 7 bình ga tủ lạnh. Áo ơi. Em đi trong mình ý các bác. Ôi dồi ôi. Ôi dồi. Chết rồi, không về được rồi. Ngập rồi. Ôi trong này mới khủng khiếp. Ôi dồi. Ôi dồi các bác ơi. Nó sát ở đâu điều này. Kiều ơi, hóa ra con rắn nó chui sống hết dưới này này các bác này. Kiều ơi, kinh khủng không? Bà ơi, cháu bảo họ rồi, đừng ra bớt, thế là họ cứ... Nhưng mà dân lên hết rồi cô ạ, bây giờ nước lên tới tận cái đường sau nhà rồi mà. Đây này, nó lên tận cái đường sau nhà rồi mà này. Dân họ vào hết rồi. Nhiều cái cây to nó cứ... Nó đi qua nó quẹt vào cái... Anh Chiên ơi! Anh Chiên! Úi giời ơi, cái ông Chiên kia. Đấy, em đi ra đi, nó cái que nó chọc vào người đấy. Ông Chiên để nhỉ? Chết rồi, cái này khả năng nhà nào vỡ ao rồi. Em ạ, khả năng nhà nào vỡ ao rồi. Đây còn bắt, lại còn bắt được cá ở bờ kè này. Cá nó còn vào tận đây các bác ạ. Lên đi đừng vớt nữa anh Chiên nhỉ. Cá cá cái gì, đi vào đi. Ông cứ chết rồi mà cứ đi mò ra, nó đang xoáy như thế này. Đừng có ra nữa. Đi vào đi Thắng ơi. Đi vào đi, những cái kia nó xuyên vào người kia kìa, nó chui vào qua khe kìa. Nó không bỏ. Ôi, nó sao nó lên nhanh thế? Đây này, nó tràn hết đây rồi. Chủ nhà hàng cơ. Chủ nhà hàng Quỳnh Châu vớt được con cá nhá. Cá này nhảy lên đường bê tông các bác ạ, đâu. Cá nhảy lên đường bê tông rồi này. Bà đang đi, cá nhảy vào tay đấy. Kinh khủng lắm các bác, đừng có ra vớt cái củi nhá, nguy hiểm lắm. Củi nó phi vào qua những cái thành ngăn cát này này. Kéo chỗ này nó kêu như sấm các bạn. Nó kêu như sấm luôn. Ôi tôi chết rồi, xe máy em đâu ấy nhỉ? Chị ơi, à xe máy em ở đâu ấy nhỉ? Xe máy của Thắng ơi. Chết rồi, xe máy của tôi nó bị ngập không? Đâu ấy nhỉ? Xe máy á? Xe máy ở cái đường đi xuống nhà ông Hưởng ấy. Chết rồi, nguy hiểm rồi các bác ơi. Các bác ơi, đứt dây điện rồi nhá. Các bác ơi, đứt dây điện của cái đèn... Đèn cao, đèn ở cầu rồi các bác ạ. Đây này. Tôi chết rồi, Yến ơi đi về đi, cái điện nguy hiểm lắm. Anh sang đây. Ủa, mình bắt đầu trôi rồi. Ủa, mày nghe, bắt đầu trôi rồi. Mình chạy đây. Các bác ơi, cái dây điện ở trên đèn cao áp này bị đứt rồi nhá. Bây giờ nó xuống dưới sông. Ôi, nó xuống dưới lòng sông rồi. Chú ơi, cháu về quay về đường nào đây? Trèo này á. Thôi được rồi, tí nữa cháu trèo lên. Đây này, cái dây điện này bị đứt rồi nhá. Có điện củi, Yến ơi sao nhiều con này thế? Đây là nó lên tận đoạn kè dưới này bị hết rồi các bác ạ. Cái đằng Thắng kia ấy nhỉ?
cái kia nó chui vào đấy, nguy hiểm lắm, đừng có góp nữa. Anh Chiến ơi, anh Chiến lên dắt hộ xe của em ở trên kia, họ dắt, họ dắt lên rồi, họ dắt lên chỗ khu nhà anh Hưởng rồi. Xe của em gặp đến bánh, họ dắt rồi, họ bánh. Má ơi, má ơi, nhiều con gì ấy, nhiều lắm. Con ngập rồi, ngập xong rồi, chỗ này. Em đi về nhà. Đường nhiều quy tê thôi, đây cũng ngập lốt rồi này. Ngập đến đây rồi. Chưa bao giờ sông Mã ấy. Kỷ lục nước này, này. Lên ngay tới đây rồi, ngập đến đây rồi. Bà định kiếm bữa trưa đấy à? Ôi xong rồi. Ôi trời, nó nhanh quá. Nó lúc nó lên nhanh quá. Thế tới tận đây rồi nha. Đó. Ôi giời, sợ gì? Mẹ biết bơi mà lo gì? Đến đây còn lâu mới tới được. Kinh khủng này. Anh Chiến ơi. Đi vào đi. Mẹ vớt được ba cái củi rồi, mai họ e ý ấy. Mày đi vào đi, cái kia nó phi ra, nó vào chân đấy. Ừ, anh Hoàng ngày xưa là nhảy cầu vất củi gì nữa. Bây giờ có dáng khối. Nó xoáy như này á.